Xin chào tất cả các con. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong toàn bộ kiến thức của phần học kỳ 1 lớp 9. Trong học kỳ 1 của lớp 9, chúng ta đã được đi tìm hiểu về tính chất hóa học của các loại hợp chất vô cơ đúng không nào? Và chúng ta tìm hiểu một phần về kim loại. Trong tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ, chúng ta có đi tìm hiểu về oxit này, axit này, bazơ này và muối. Và chúng ta đi tìm hiểu về đơn chất đầu tiên, đó chính là kim loại. Vậy thì ngày hôm nay, cô sẽ cùng chúng ta ôn tập lại toàn bộ kiến thức của phần học kỳ 1 và chúng ta sẽ dựa vào những kiến thức hóa học đó để chúng ta vận dụng giải một số bài tập và chuẩn bị cho phần thi học kỳ 1 nhé. Đầu tiên thì cô sẽ nhắc lại một số kiến thức cần nhớ. Ở trên bảng của cô có một sơ đồ. Và sơ đồ này chúng ta có thấy quen thuộc không nhỉ? Sơ đồ này thì chúng ta đã được học ở trong phần mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ rồi đúng không? Và ở đây cô sẽ chỉ thêm một phần thôi, đó chính là phần kim loại. Và phần kim loại này thì ở chương 2 chúng ta vừa mới tìm hiểu xong. Thì toàn bộ, tất cả đây đều là các loại hợp chất vô cơ và kim loại, sự chuyển đổi lẫn nhau, phản ứng lẫn nhau để tạo thành một hợp chất mới. Thì ở đây oxit người ta sẽ chia ra làm hai loại, đó chính là oxit bazơ và oxit axit. Tiếp theo đó chính là bazơ, axit, muối và kim loại. Thì toàn bộ những phần dưới này, không tính đến phần kim loại nhé, thì cô đã nói rất kỹ, chúng vừa mới hoàn thành cái sơ đồ này, vừa viết phương trình hóa học này ở trong bài mối quan hệ của các loại hợp chất vô cơ rồi. Và ngày hôm nay chỉ khác với sơ đồ đấy, đó chính là có thêm phần kim loại. Thì chúng ta hãy ôn tập lại toàn bộ từ đầu chương trình học đến giờ nhé. Thứ nhất này, đó chính là oxit bazơ. Thì oxit bazơ có thể tác dụng được với nước để tạo thành dung dịch bazơ. Và chúng ta cần lưu ý đó là chỉ có 4 oxit bazơ có thể tác dụng được với nước thôi. Thứ nhất, K2O này, Na2O này, CaO và BaO. Và chúng ta đã học qua phần dãy hoạt động hóa học của kim loại rồi. Chúng ta có thể dựa vào dãy hoạt động hóa học của kim loại đó để có thể nhớ được 4 kim loại đầu dãy có thể tác dụng được với nước nhé. Tiếp theo là từ bazơ không tan, chúng ta có thể mang đi nhiệt phân để thu được một oxit bazơ tương ứng. Từ oxit bazơ, chúng ta có thể cho tác dụng với axit hoặc oxit axit để tạo thành muối. Và từ oxit bazơ này, chúng ta có thể cho tác dụng với hiđro hoặc CO trong điều kiện nhiệt độ cao để chúng ta có thể thu được kim loại. Và từ kim loại thì chúng ta lại cho tác dụng ngược với oxy để có thể thu được oxit bazơ. Tiếp theo đó chính là oxit axit. Thì oxit axit cũng có thể tan được trong nước để tạo thành dung dịch axit. Và không phải oxit axit nào cũng tan được trong nước đâu nhé. Tiếp theo là oxit axit có thể tạo thành muối bằng cách là chúng ta cho tác dụng với bazơ hoặc oxit bazơ. Tiếp theo này, chúng ta sẽ xét đến hợp chất thứ hai, đó chính là axit. Thì từ axit có thể tạo thành muối và từ muối có thể tạo thành axit. Tiếp theo là bazơ, thì từ bazơ có thể tạo thành muối và từ muối có thể tạo thành bazơ. Tiếp theo đó chính là phần tính chất hóa học của muối. Thì chúng ta cần phải lưu ý trong phần tính chất hóa học của muối, chúng ta cần phải nhớ được điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra. Ví dụ là khi muối tác dụng với một dung dịch axit thì điều kiện là gì, các con còn nhớ không? Điều kiện đó chính là sản phẩm tạo thành sau phản ứng phải tạo thành kết tủa hoặc có khí bay hơi. Và từ muối chúng ta cũng có thể thu được kim loại bằng cách là cho tác dụng với một kim loại thì chúng ta sẽ thu được muối mới và kim loại mới. Và ở phần này không phải kim loại nào cũng có thể tác dụng được với dung dịch muối để tạo thành muối mới và kim loại mới, mà chúng ta cần lại phải nhớ lại đó chính là dãy hoạt động hóa học của kim loại đúng không? Chỉ có kim loại đứng trước mới có thể đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của nó thôi. Và đây chính là sơ đồ về mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ và kim loại chúng ta cần phải vận dụng cũng như là học thuộc toàn bộ phần chuyển đổi hóa học này để chúng ta có thể làm được một số bài tập và chuẩn bị tốt cho phần thi học kỳ. Và cô sẽ không viết lại phương trình hóa học của phần này nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần bài tập nhé.
Bài tập đầu tiên, cô có một bài tập nhận biết. Cô có các dung dịch sau. Thứ nhất, KOH này, K2SO4, H2SO4, BaOH tất cả hai lần, KCl và HCl. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta hãy nhận biết 6 dung dịch này bằng phương pháp hóa học. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi phân loại 6 dung dịch này, xem 6 dung dịch này sẽ thuộc các loại hợp chất vô cơ nào mà chúng ta đã học rồi nhé. Đầu tiên đó chính là KOH. Thì KOH chính là một dung dịch bazơ, đúng không? KOH là một dung dịch bazơ này. Chúng ta sẽ cùng tìm xem còn dung dịch bazơ nào nữa không nhé. Thì ngoài KOH, chúng ta còn thấy có một dung dịch bazơ nữa, đó chính là BaOH tất cả hai lần. Đây chính là hai dung dịch bazơ. Chúng ta đã xong phân loại xong này. Tiếp theo chúng ta sẽ xem trong hợp trong 6 dung dịch này có dung dịch nào là axit hay không. Thì cô nhận thấy có H2SO4 và HCl là hai dung dịch axit. Còn lại K2SO4 và KCl là hai dung dịch muối. Vậy thì trong 6 dung dịch này vừa có axit này, bazơ này, muối này, thì bằng cách nào chúng ta có thể phân biệt được ba nhóm này? Và thuốc thử để phân biệt ba nhóm này chính là quý tím, đúng không? Trường hợp nào làm quý tím chuyển sang màu xanh thì dung dịch ban đầu chúng ta thu được sẽ là bazơ. Trường hợp nào làm quý tím chuyển thành màu đỏ thì dung dịch ban đầu chính là axit và dung dịch muối sẽ không làm quý tím chuyển màu. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng quý tím để làm thuốc thử nhé. Cô có các dung dịch này, cô sẽ viết lại ở đây. KOH, K2SO4, H2SO4, BaOH tất cả hai lần, KCl và HCl. Cô sẽ cho quý tím này. Khi cho quý tím vào 6 dung dịch này thì chúng ta sẽ thu được 3 nhóm, đúng không? Nhóm thứ nhất, quý tím chuyển màu đỏ. Thì chúng ta sẽ thu được 2 dung dịch axit, đúng không? Chính là H2SO4 và HCl. Nhóm thứ hai làm quý tím chuyển thành màu xanh, đó chính là hai dung dịch bazơ. Chỗ này là chuyển xanh này. Chúng ta sẽ thu được hai dung dịch bazơ, chính là KOH và BaOH tất cả hai lần. KOH và BaOH tất cả hai lần. Và nhóm cuối cùng không làm quý tím chuyển màu, đó chính là hai dung dịch muối không chuyển màu, chính là hai dung dịch muối K2SO4 và KCl. Cô sẽ viết ở đây là K2SO4 và KCl. Bây giờ chúng ta cần phải tìm thuốc thử để nhận biết riêng biệt từng dung dịch trong mỗi nhóm này. Thì chúng ta sẽ đi làm với nhóm axit đầu tiên nhé. Có H2SO4 và HCl. Thì ở đây chúng ta nhận thấy có nhóm SO4 và nhóm Cl trừ. Thì chúng ta sẽ sử dụng dung dịch BaCl2. Và hiện tượng đó chính là H2SO4 sẽ tạo kết tủa trắng với BaCl2, tạo thành BaSO4 kết tủa trắng. Nên ở đây chúng ta sẽ cho tác dụng với BaCl2. Tạo kết tủa trắng. Thì dung dịch ban đầu sẽ là H2SO4. Còn lại không có hiện tượng gì đối với khi cho BaCl2 vào, thì dung dịch còn lại chính là HCl. Và chúng ta đã nhận biết xong hai dung dịch axit.
Tiếp theo, đối với nhóm thứ hai là nhóm các dung dịch bazơ thì ở đây có BaOH tất cả hai lần và KaOH. Thì tiếp tục thuốc thử cô sử dụng sẽ là dung dịch H2SO4 mà chúng ta vừa nhận biết được. Ở đây sẽ là H2SO4. Thì tương tự này, trường hợp nào cô thấy tạo thành kết tủa màu trắng thì dung dịch ban đầu sẽ là BaOH tất cả hai lần vì tạo kết tủa BaSO4 đúng không nào? Tương tự như với ở bên này, cũng tạo thành kết tủa trắng BaSO4. Nên ở đây tạo kết tủa trắng sẽ là BaOH tất cả hai lần. Còn không hiện tượng thì dung dịch ban đầu sẽ là KaOH. Và ở đây chúng ta tiếp tục nhận biết được hai dung dịch bazơ. Vậy thì còn nhóm thứ ba đó chính là hai dung dịch muối này thì sao? Chúng ta lại tiếp tục nhận thấy ở đây có nhóm SO4 thì thuốc thử chúng ta cần dùng sẽ là BaCl2. BaCl2. Nhóm thứ nhất tạo kết tủa trắng thì dung dịch ban đầu sẽ là K2SO4. Tiếp tục đây sẽ là tạo kết tủa trắng K2SO4. Và trường hợp nào không tạo thành hiện tượng gì cả thì dung dịch ban đầu sẽ là KCl. Không hiện tượng sẽ là KCl. Và ở đây chúng ta lại nhận biết được hai dung dịch muối. Vì thế chúng ta sẽ chỉ cần đầu tiên này, chúng ta sẽ dùng quỳ tím. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng dung dịch BaCl2, H2SO4 và BaCl2. Là chúng ta có thể nhận biết được toàn bộ cả 6 dung dịch riêng biệt. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập thứ hai nhé. Bài tập thứ hai của cô như sau. Cho các chất CaCO3, FeSO4, H2SO4, K2SO3, COOH 2 lần, MgO, CO2 và Fe. Cô có 3 yêu cầu cho dạy các chất này như sau. Yêu cầu thứ nhất, chất nào có thể tác dụng được với dung dịch HCl? Yêu cầu thứ hai, chất nào có thể tác dụng được với dung dịch NaOH? Và yêu cầu cuối cùng là chất nào có thể tác dụng được với dung dịch BaCl2? Chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xác định xem chất nào có thể tác dụng được với dung dịch HCl. HCl là một dung dịch axit đúng không nào? Chúng ta sẽ xét này. CaCO3 là một muối. Muối này không tan. Vậy thì đầu tiên, muối không tan có tính chất tác dụng với axit hay không? Câu trả lời là có đúng không? Muối không tan sẽ có hai tính chất. Tính chất thứ nhất là có thể tác dụng được với axit và tính chất thứ hai là có thể bị nhiệt phân hủy. Vậy thì đầu tiên này. Và muối không tan này tác dụng với dung dịch axit HCl thì chúng ta sẽ thu được khí, đó chính là khí CO2 tạo ra bởi vì phân hủy axit H2CO3 nên chúng ta có chất đầu tiên tác dụng được với dung dịch HCl chính là CaCO3. Cô có thứ nhất là CaCO3. Tiếp theo chúng ta xét đến muối FeSO4. Nếu như FeSO4 mà phản ứng với HCl thì chúng ta sẽ thu được là FeCl2 và H2SO4. Hai chất đó không có chất nào kết tủa cả, vì thế nên FeSO4 sẽ không phản ứng được với HCl. Tiếp theo là H2SO4. Thì H2SO4 cũng là một dung dịch axit nên sẽ không phản ứng được với dung dịch axit HCl đúng không? Không bao giờ xảy ra trường hợp là hai dung dịch axit sẽ phản ứng với nhau được cả. Tiếp theo này, chúng ta xét đến K2SO3. Thì K2SO3 cũng là một muối. Nếu như phản ứng với HCl, nó sẽ tạo thành axit không tan. Mà cô xin lỗi là nó sẽ tạo thành một axit mới là H2SO3.
Mà tương tự với H2SO3 thì H2SO3 cũng là một axit không bền, do đó nó sẽ bị phân hủy thành SO2 và nước. Nên ở đây chúng ta có chất thứ hai tác dụng với HCl chính là K2SO3. Tiếp theo là CuOH tất cả hai lần. Thì một bazơ không tan sẽ có thể tác dụng được với một axit để tạo thành muối và nước. Chúng ta có chất tiếp theo CuOH tất cả hai lần. Tiếp theo là MgO. MgO chúng ta còn nhớ MgO thuộc loại hợp chất nào không? MgO chính là một oxit bazơ nên sẽ phản ứng được với một dung dịch axit MgO. Tiếp theo cô có CO2. CO2 là một oxit axit nên nó sẽ không phản ứng được với một dung dịch axit đúng không? Cuối cùng là Fe. Fe chúng ta còn nhớ trong dãy hóa học, trong dãy hoạt động hóa học của kim loại thì Fe đứng trước hay đứng sau hydro không? Fe đứng trước đúng không nào? Do đó Fe sẽ phản ứng được với dung dịch HCl. Như vậy là chúng ta có 2, 4, 5 chất có thể tác dụng được với dung dịch HCl. Tiếp theo này chúng ta sẽ xét xem chất nào trong dãy chất này có thể tác dụng được với dung dịch NaOH nhé. Đầu tiên, CaCO3 có phản ứng được với NaOH hay không? Thì muối mà phản ứng được với một dung dịch bazơ thì sau phản ứng sẽ tạo thành muối mới và bazơ mới. Điều kiện của phản ứng này chính là sau phản ứng phải có kết tủa. Chúng ta sẽ cùng xem nếu CaCO3 tác dụng với NaOH thì có tạo thành kết tủa không nhé. Ở đây sẽ tạo thành CaOH tất cả hai lần và Na2CO3. Thì CaOH tất cả hai lần tạo thành là một chất ít tan nên chúng ta coi CaOH tất cả hai lần là một chất kết tủa. Vì thế chúng ta có chất đầu tiên tác dụng được với dung dịch NaOH chính là CaCO3. Tiếp theo là FeSO4. Tương tự với CaCO3 thì cũng sẽ FeSO4 cũng sẽ tạo thành kết tủa là FeOH tất cả hai lần. Và chúng ta còn nhớ FeOH tất cả hai lần có màu gì không nhỉ? Chúng ta đã được học ở trong bài nhôm và sắt rồi thì FeOH tất cả hai lần kết tủa màu trắng xanh. Chất tiếp theo này, FeSO4. Tiếp theo chính là H2SO4 thì đương nhiên rồi, axit sẽ tác dụng được với một dung dịch bazơ đúng không? Để chúng ta sẽ thu được là một dung dịch muối và nước. Cô có chất tiếp theo này, H2SO4. Tiếp theo là một muối K2SO3. Thì nếu muối này tác dụng với NaOH thì chúng ta sẽ thu được là KOH và Na2SO3. Cả hai chất này đều không kết tủa, do đó là K2SO3 sẽ không phản ứng được với dung dịch NaOH. CuOH tất cả hai lần là một bazơ và một bazơ thì sẽ không phản ứng được với một dung dịch bazơ là NaOH đúng không? Tiếp theo cô có MgO. MgO là một oxit bazơ chúng ta nói rồi nên nó sẽ không phản ứng được với một dung dịch bazơ. Thế còn với CO2 thì sao? CO2 là một oxit axit nên là sẽ có phản ứng với dung dịch bazơ. Tiếp theo là CO2. Và cuối cùng là Fe. Thì tính chất hóa học của kim loại thì không có tính chất là kim loại phản ứng được với dung dịch bazơ đúng không nào? Như vậy là chúng ta có bốn chất có thể tác dụng được với dung dịch NaOH. Và cuối cùng đó chính là chúng ta hãy tìm xem những chất nào trong những chất đã cho có thể tác dụng được với một dung dịch muối BaCl2. Đối với tính chất hóa học của muối thì chúng ta cần phải lưu ý về điều kiện để phản ứng hóa học có thể xảy ra nhé. Và để chúng ta dễ nhớ thì chúng ta chỉ cần nhớ điều kiện chung của tất cả các phương trình hóa học của muối, đó chính là sản phẩm tạo thành sau phản ứng cần phải có kết tủa. Chúng ta sẽ đi xét muối đầu tiên là CaCO3. Thì CaCO3 là một muối không tan nên nó sẽ không phản ứng được với một dung dịch muối. Tiếp theo này, FeSO4 có phản ứng được với BaCl2 hay không? Thì chúng ta cần phải xem sau phản ứng có tạo thành kết tủa hay không. Thì chúng ta để ý thấy ở đây có gốc SO4, ở đây lại có Ba.
Chính vì thế là nó đã tạo thành kết tủa BaSO4 màu trắng rồi, nên đương nhiên chúng ta có chất đầu tiên tác dụng được với dung dịch BaCl2 chính là FeSO4. Tiếp theo là H2SO4. Tương tự với FeSO4, chúng ta thấy là sau phản ứng cũng sẽ tạo thành BaSO4 kết tủa trắng đúng không? Chất thứ hai là H2SO4 này. Chúng ta sẽ xét đến K2SO3 thì cũng sẽ tạo thành kết tủa là BaSO3 kết tủa trắng. Nên chúng ta có chất thứ ba, K2SO3. Và COOH hai lần là một bazơ không tan nên sẽ không phản ứng được với một dung dịch muối. Chúng ta sẽ xét đến MgO. MgO cũng sẽ không phản ứng được với BaCl2. CO2 không phản ứng đúng không nào? Còn Fe và Ba thì chúng ta có Ba đứng ở đầu dãy hoạt động hóa học của kim loại. Chính vì thế nên Fe sẽ không thể đẩy được Ba ra khỏi dung dịch muối BaCl2. Như vậy là ở câu C, chúng ta có 3 chất có thể tác dụng được với BaCl2. Bây giờ việc của chúng ta sẽ là đi viết phương trình hóa học cho tất cả những chất này tác dụng được với từng dung dịch ở từng câu. Chúng ta sẽ đi làm câu A này. Ở câu A, chúng ta có 2, 4, 5 phương trình hóa học. Cô sẽ đi viết phương trình hóa học đầu tiên, chính là HCl tác dụng với CaCO3. Chúng ta có này, CaCO3 tác dụng với HCl. Muối tác dụng với một dung dịch axit thì chúng ta sẽ thu được muối mới là CaCl2. Và axit mới ở đây chính là H2CO3. Tuy nhiên, H2CO3 là một axit không bền nên người ta sẽ viết ở dưới dạng là CO2 cộng nước. Chúng ta sẽ đi cân bằng phương trình hóa học này nhé. Cô có hai nguyên tử clo này nên sẽ phải thêm 2 vào HCl. Như vậy là phương trình hóa học đã được cân bằng. Phương trình thứ hai, K2SO3 cộng với HCl. Tương tự với CaCO3 thì K2SO3 cũng phản ứng với HCl. Chúng ta sẽ thu được muối là KCl cộng SO2 cộng nước. Ở đây bên này có hai nguyên tử kali, cô sẽ thêm 2 vào đây. 2 vào đây thì chỗ này có hai nguyên tử clo, cô thêm 2 vào HCl. Như vậy là chúng ta xong phương trình thứ hai. Phương trình thứ ba, COOH tất cả hai lần cộng với HCl. Chúng ta có một bazơ tác dụng với một muối, chính là phản ứng trung hòa tạo thành. Cô xin lỗi, là chúng ta có một bazơ tác dụng được với một axit tạo thành muối cộng nước CuCl2 cộng nước. Chúng ta sẽ cân bằng nhé. Hai clo này, cô thêm 2 vào HCl. Chúng ta có 2 hiđro này, cộng 2 hiđro là 4, nên sẽ phải thêm 2 vào nước. Xong phương trình thứ 3, tiếp theo đến phương trình thứ 4, MgO cộng HCl. Một oxit bazơ tác dụng với một axit sẽ thu được muối và nước MgCl2 cộng H2O. Tiếp tục này, 2 clo, cô thêm 2 và HCl. Phương trình cuối cùng của phần A chính là Fe tác dụng với HCl. Fe tác dụng với HCl. Thì chỗ này chúng ta lưu ý cho cô là sắt tác dụng với HCl, chúng ta sẽ thu được sắt hóa trị 2 FeCl2 cộng
H2. Chỗ này có 2 clo đúng không? Cô sẽ thêm 2 và HCl. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong câu A. Tiếp theo chúng ta sẽ đi viết phương trình hóa học của câu B. Đầu tiên là CaCO3 tác dụng với NaOH. B này. CaCO3 tác dụng với NaOH. Thì chúng ta để ý thấy chỗ này, CaCO3 là một muối không tan nên sẽ không phản ứng được với dung dịch bazơ là NaOH. Do đó là khi nãy chỗ này ở đây chúng ta liệt kê CaCO3 vào là chưa đúng. Nên chúng ta sẽ gạch bỏ CaCO3 ở đây nhé. Chúng ta cần lưu ý lại chỗ này cho cô này. Tính chất hóa học của bazơ thì một bazơ sẽ không phản ứng được với một muối không tan. Cô xin lỗi vì khi nãy chúng ta vẫn cứ nghĩ là tạo thành CaOH tất cả hai lần kết tủa đúng không? Nhưng phản ứng hóa học này không xảy ra. Tiếp theo này, chúng ta sẽ đi viết phản ứng hóa học của FeSO4. FeSO4 tác dụng với NaOH. Ở đây dung dịch muối phản ứng với dung dịch bazơ, chúng ta sẽ thu được muối mới và bazơ mới. Muối mới là Na2SO4. Na2SO4 cộng với FeOH tất cả hai lần. Kết tủa màu trắng xanh. Ở đây có 2 Na, cô thêm 2 vào đây. Đã xong. Chúng ta đi viết phương trình của H2SO4 tác dụng với NaOH. H2SO4 cộng với NaOH. Thì tương tự như với phản ứng của CuOH tất cả hai lần tác dụng với HCl, chúng ta cũng sẽ thu được muối và nước. Ở đây là Na2SO4 cộng H2O. Chúng ta cân bằng này, 2 Na, cô thêm 2 vào đây. Thì ở đây có 2 hiđro này, với 2 hiđro nữa là 4, cô thêm 2 vào nước. Tiếp theo chúng ta sẽ viết phản ứng của CO2 tác dụng với NaOH. CO2 tác dụng với NaOH. Oxit axit phản ứng được với dung dịch bazơ, chúng ta sẽ thu được muối và nước. Na2CO3 cộng H2O. Cô thêm 2 vào đây. Như vậy là chúng ta lại xong câu B. Đến câu C. FeSO4 tác dụng với BaCl2. Câu C này. FeSO4 cộng với BaCl2. Đây là phản ứng hóa học của muối tác dụng với muối, chúng ta sẽ thu được FeCl2 cộng với BaSO4 kết tủa trắng. Tiếp theo, H2SO4 tác dụng với BaCl2 cộng với BaCl2. Thì tương tự như phản ứng trên cũng sẽ tạo thành BaSO4 kết tủa trắng và axit mới là HCl. BaSO4 kết tủa trắng. Hai hiđro này, 2 clo này, cô sẽ thêm 2 và HCl. Và phản ứng cuối cùng chính là K2SO3 tác dụng với BaCl2. K2SO3 tác dụng với BaCl2. Tương tự như với phản ứng đầu tiên thì đây cũng chính là phản ứng của dung dịch muối tác dụng với dung dịch muối, chúng ta sẽ thu được 2 muối mới. KCl cộng với BaSO3 kết tủa trắng. Chúng ta cũng sẽ cân bằng này, 2 và KCl. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài tập thứ 2.